Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian dài hoạt động, đến nay Yahoo Boy đã trở thành một trong những trang thương mại điện tử có uy tín trong lĩnh vực mỹ phẩm, được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và Pháp. Tại triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu về ngành làm đẹp tại Việt Nam, trang thương mại điện tử Yahoo Boy giới thiệu tới người tiêu dùng các dòng sản phẩm April Skin, Karatika, Jay June, AONA. Các sản phẩm này đều có nguồn gốc xuất xứ, được sản xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và hiệu quả cao trong việc cải thiện vóc dáng, làn da của phụ nữ. Thời gian tới, công ty tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm để người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm làm đẹp mọi lúc mọi nơi và yên tâm sử dụng sản phẩm với giá cả cạnh tranh.